Từ vị pháp sư tin cậy của mình, nhà vua biết được một tin báo hết sức nghiêm trọng. Ở phía đông nơi làng quê hẻo lánh, có xuất hiện chân mạng thiên tử. Khi sinh ra, dưới lòng bàn chân đứa bé đó có ba nốt ruồi so. Đúng như lời dự đoán, đứa bé có đặc điểm của thiên tử đã chào đời. Điều này khiến nhà vua vô cùng lo lắng. Chúng xuất hai cái này ra khỏi cung cho ta. Không, giết nó cho ta, giết nó cho ta. Không phí lời nữa, giết chết nó cho ta. Tuân lệnh. Liệu người cẩn thận có ra tay với đứa trẻ sơ sinh theo lệnh nhà vua? Số phận buộc ta phải lấy mạng của con. Mong kiếp sau con sẽ bình an và gặp nhiều may mắn hơn. Mời quý khán giả đón xem Thế Giới Cổ Tích với câu chuyện Mối Duyên Tiền Định, phát sóng vào 20 giờ Chủ Nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.